Thằng Gia Hùng nó đã về rồi đó. Con liệu mà mau có con đi. Má cho con thời hạn 1 năm. Nếu vẫn chưa có con, má sẽ tính. Người này không đẻ được thì đổi người khác. Dù má có làm gì cũng không hất con ra khỏi nhà được đâu. Kích trứng liên tục ngoài tăng nguy cơ vô sinh, thai nhi dị tật, sinh non. Bởi danh nghĩa nàng dâu hào môn, Ánh Dương phải trả giá cho sự lựa chọn của bản thân. Đối với em, anh là người quan trọng nhất. Em yêu anh. Thế nhưng bi kịch vẫn chưa dừng lại. Bất chấp những đánh đổi hy sinh mà cô đã và đang hứng chịu. Chị có phải là vợ của anh Trương Quốc Thiên không ạ? Chồng chị bị tai nạn, đang trong tình trạng nguy kịch. Chúng tôi cần người nhà ký xác nhận. Bất ngờ hấp dẫn với những diễn biến tiếp theo của series phim Việt Nam Sống Để Yêu Thương, 21:30 thứ 2, thứ 3 trên truyền hình Vĩnh Long 1.